Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series bài học tiếp theo trong chương trình chia sẻ Business and Marketing và các kiến thức về khởi nghiệp. Tên tôi là Phan Anh. Và bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cách thức để các bạn bán hàng ở trên YouTube. Như các bạn biết, YouTube là mạng xã hội lớn nhất về video. Nếu mà xét về mặt xã hội thì YouTube có số lượng người dùng ít hơn so với Facebook. Nhưng Facebook là mạng xã hội bạn bè, còn YouTube là mạng xã hội video. Và các bạn biết rồi thì các bạn có thể khai thác YouTube để các bạn bán hàng. Tất nhiên là để làm được là nó cũng sẽ là khó, đúng không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn một cách sơ lược và cơ bản như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ tạo ra một tài khoản YouTube và kênh YouTube của mình ở trên youtube.com. Và thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn các cái nội dung video, cách thức sản xuất video để upload. Và thứ ba là chúng ta sẽ quan tâm đến góc độ là chia sẻ và làm share cho YouTube kênh của mình. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ tạo cái kênh YouTube và tài khoản YouTube như thế nào? Thì đầu tiên bây giờ các bạn sẽ vào đây và các bạn truy cập vào địa chỉ youtube.com. Đấy, sau đó các bạn sẽ đăng ký bằng cái tài khoản Gmail. Bởi vì YouTube là dịch vụ của Google mua lại từ rất lâu rồi. Vì vậy các bạn sẽ buộc phải sử dụng Gmail để đăng ký. Sau đó thì các bạn sẽ kích hoạt tài khoản cá nhân, cái kênh YouTube cá nhân, hoặc là các bạn có thể lập ra các cái kênh của doanh nghiệp. Ví dụ như là tôi có kênh Phan Anh Online là của riêng tôi, kênh cá nhân. Tôi có kênh PA Marketing của công ty. Ví dụ như là các bạn có thể vào YouTube, các bạn search PA Marketing. Đấy, PA tên là tên tôi đấy, tiếng Anh đọc là PA đấy, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy một cái kênh của doanh nghiệp. Tất nhiên là chúng tôi mới xây dựng cái kênh này được khoảng 2 tháng, cho nên là cái số lượng video nó vẫn còn ít, và thứ hai là số người xem nó còn chưa được nhiều, và thứ ba là kênh về chuyên môn cho nên nó sẽ không có cái sự chia sẻ tốt lắm, đúng không ạ? Nó phải dần dần. Khi mà kiến thức ở trên kênh YouTube là một cái thứ quan trọng thì người ta mới để ý. Còn hiện nay người ta vào YouTube chủ yếu là người ta làm các cái video giải trí, ca nhạc, hài, xốc xếch bậy bựa thôi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ bán hàng ở trên kênh YouTube như thế nào? Thì đây là một số gợi ý. Thứ nhất là chúng ta xây dựng cái kênh của doanh nghiệp. Trên cái kênh đó chúng ta sẽ quay các cái video tự quay về doanh nghiệp của mình, về nhân viên của mình, về sản phẩm của mình, về quá trình sản xuất sản phẩm, về các cách thức để mà chúng ta chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ với bạn hàng. Ví dụ như là bạn sản xuất ra một cái bánh như thế nào, tôi rất là tò mò, đúng không ạ? Từ cái quá trình bạn đi thu mua quả trứng, cho đến quá trình bạn nhập bột, cho đến quá trình các bạn nhào luyện đối với nguyên vật liệu, đúng không ạ? Sau đó các bạn đưa lên dây chuyền nó chạy như thế nào, nó đóng ra sao, nó ra bánh như nào, và ăn thử, thưởng thức của người tiêu dùng, đến tay người tiêu dùng như nào. Thì chúng ta có thể làm như vậy, đúng không ạ? Đấy là một cái quá trình sản xuất video về chính quá trình sản xuất của mình, để tăng cái lòng tin, tăng cái độ tin cậy cho khách hàng lên. Người ta rất là thích xem cái video marketing theo cách như vậy. Thứ hai nữa là chúng ta có thể sản xuất những cái series về feedback của khách hàng. Thí dụ như là khách hàng họ trải nghiệm sản phẩm của bạn, họ đánh giá như thế nào, thì chúng ta cần phải xem, chúng ta cần phải ghi lại, chúng ta cần phải chia sẻ. Thứ ba đó là chúng ta có thể sản xuất những cái nội dung TVC hoặc là những cái nội dung quảng cáo có liên quan đến thương hiệu hoặc là sản phẩm của chúng ta, để tăng được cái nhận diện thương hiệu và định vị thương hiệu. Và thứ tư đó là chúng ta cũng có thể sản xuất những cái video viral. Trong tiếng Anh cái chữ viral có nghĩa là lan truyền. Nó như một cái dạng là bệnh dịch virus, đúng không ạ? Những cái video mà có chất lượng, mà đánh được vào cảm xúc, đánh được vào cái lòng tin, đánh được vào cái sự thích thú, tò mò của người dùng, cộng đồng, mạng xã hội, thì các bạn có thể sẽ được chia sẻ rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ sản xuất. Và cái việc sản xuất thì chúng ta cũng có thể là sử dụng điện thoại di động, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể sử dụng máy quay, các máy quay chuyên nghiệp, các máy quay bán chuyên nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta thiết lập các phòng quay, hoặc là chúng ta có thể sử dụng rất nhiều các cái vật dụng mà có thể quay video được. Thí dụ như camera trên ô tô, hay là các cái camera du lịch GoPro, hay là flycam, đúng không? Tức là những cái máy bay không người lái mà có chứa camera đấy, gọi là flycam đấy. Rồi thì những cái máy quay giấu kín, những cái góc quay như vậy, thì chúng ta cũng có thể là tạo ra được cái kênh YouTube của chúng ta và những cái video có chất lượng và thu hút được người xem, cũng là cái quá trình chúng ta làm thương hiệu, được chưa ạ? Vâng.
Thế thì đấy là một số những gợi ý để các bạn hiểu rằng làm YouTube marketing như thế nào, làm video marketing như nào và bán hàng trên YouTube ra sao. Và tôi nói trước rằng là cái việc bán hàng trên YouTube là khá là khó khăn và cái tỷ lệ chuyển đổi nó không cao theo cái cách là người ta sẽ vào kênh YouTube người ta mua đâu, mà chúng ta sẽ làm YouTube, làm video để chúng ta tăng cái độ tin cậy, tăng cái lòng tin, tăng cái sự trung thành, sự hiểu biết về thương hiệu của khách hàng. Thế sau đó chúng ta gán vào các cái trang mạng xã hội như là Facebook, như là website, thì chúng ta đăng đường link lên đấy để họ truy cập vào, họ xem, thì từ đó họ sẽ hiểu biết về sản phẩm và thương hiệu và họ có thể truy cập vào web hoặc có thể gọi điện cho bạn ngay ở trên YouTube đấy, để họ có thể tham khảo về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Ví dụ như bây giờ tôi đang làm giám đốc marketing, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và marketing cho cái thẩm mỹ viện. Và tất nhiên tôi không nêu tên. Thế thì trong cái chiến lược của tôi thì sẽ có một cái kênh YouTube dành cho cái thương hiệu đó và sẽ quay những cái video chuyên môn. Đấy, ví dụ như các bác sĩ sẽ chia sẻ về các bệnh như thế này một cách rất là chuyên môn để giáo dục, để làm khoa học cho những cái người xem. Và khi mà người bệnh người ta tìm đến những cái bệnh đó, chẳng hạn như là các bệnh về da liễu hay là các vấn đề về phẫu thuật thẩm mỹ, đấy, thì bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ nói từng ly từng tí một, thì chúng ta sẽ có cái lòng tin và chúng ta sẽ có cái kiến thức. Thì như vậy đấy là một cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra cái phễu đầu vào, cái luồng thông tin để đưa khách hàng đến với website, đưa khách hàng đến với shop của chúng ta. Các bạn hiểu ý không ạ? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng YouTube để làm quảng cáo ở trên các cái quảng cáo hiển thị ở trên YouTube đó. Thế thì tương tự như thế thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc sản xuất video đã phức tạp rồi, đã tốn rất là công sức rồi, lại còn có người xem nữa, đấy, sau đó lại còn phải làm SEO để cho người ta tìm thấy, bởi vì tìm trên Google chưa chắc ra kênh của mình ngay, đấy, mà người dùng không phải ai cũng biết là vào YouTube để tìm. Nếu như mà tìm ở trên Google mà ra kênh YouTube thì mới là tốt, ra cái video đấy thì mới là tốt. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế thì sau đó thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều những cái hình thức khác, như là quay màn hình hay là quay lại cái quá trình các bạn hoạt động, hay sau đó các bạn đăng, các bạn chia sẻ. Và làm YouTube thì các bạn cũng sẽ phải hết sức kiên nhẫn về thời gian công sức rất lâu thì chúng ta mới có được cái kết quả. Nó thường phải 1 năm đến 2 năm thì bắt đầu mới có quả. Cái thời gian chúng ta làm nó giống như là cái việc chúng ta gieo mầm thôi. Và chi phí để làm video marketing, YouTube marketing khá là cao, bởi vì nó liên quan đến các cái vấn đề về quay video. Và quay video thì thường là nó khá là tốn kém và mất thời gian biên tập công sức. Đấy, thí dụ như là đội ngũ của chúng tôi là có máy quay Sony chuyên nghiệp này. Đấy, rồi những cái máy quay bằng máy ảnh chuyên nghiệp giống như là Canon, Sony đấy, gọi là máy ảnh DSLR. Rồi thì quay bằng iPhone, quay bằng Flycam, chúng tôi có hết những thiết bị như vậy để chúng tôi phục vụ khách hàng hay là chúng tôi phục vụ công việc của chúng tôi. Đấy, thì cái việc đầu tư thiết bị nó cũng nhiều, thì các bạn hết sức cân nhắc, bởi vì các bạn có thể sử dụng điện thoại di động của mình và các bạn học cách quay với điện thoại di động là được. Sau đó khi có kênh rồi, có video rồi, thì các bạn phải tìm cách để chia sẻ kênh để làm sao mà tăng được cái lượng sub trong kênh lên, đúng không ạ? Và khi có một cái lượng sub càng nhiều thì khi đấy thì cái lượt xem và cái thương hiệu của mình nó sẽ nhiều lên, nó được bay xa và khách hàng người ta sẽ yêu thích mình hơn và họ dần dần chuyển đổi thành khách hàng. Và tôi đánh giá kênh YouTube marketing là một kênh tốt, mang tính đầu tư dài hạn và đòi hỏi công sức và trí tuệ chứ không đơn giản. Vâng, thế thì tôi xin phép được dừng cái việc chia sẻ về cái gọi là bán hàng trên YouTube, video marketing và YouTube marketing. Và tôi cũng nói rồi, là tôi hướng dẫn mang tính chất định hướng, tôi chưa đi sâu vào chi tiết, bởi vì nếu mà các bạn đi sâu vào chi tiết thì các bạn sẽ phải học cái khóa của YouTube marketing nữa. Ví dụ như là quay như thế nào, chọn chủ đề gì, các kỹ thuật quay, kỹ thuật biên tập, sử dụng phần mềm biên tập như thế nào, biên tập video, tiếng, đầu tư những thiết bị, đầu tư studio, học để trở thành nghề. Đấy. Sau đó là mình khai thác, mình làm. Những cái chuyện đó cũng phải tốn nhiều thời gian và công sức mới học được nghề và sau đó làm nữa. Thế thì tôi xin phép được gợi ý như vậy nha các bạn nhé. Bởi vì cái khóa học này là cái khóa học người ta nói về cái hoạt động business marketing và khởi nghiệp thành công và sử dụng những cái công cụ online marketing để bán hàng và không phải trả tiền cho quảng cáo. Hãy lưu ý rằng nếu như không phải trả tiền cho quảng cáo thì sẽ luôn rất rất tốn thời gian, công sức và cả những cái sự khổ tâm suy nghĩ sáng tạo nữa. Ok, tôi tin là các bạn đã hiểu ý tôi và các bạn đồng tình với tôi. Nếu các bạn có câu hỏi thì hãy tìm tôi ngay lập tức, tôi sẽ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.